Chào các bạn, một trong những YouTuber nổi tiếng nhất Việt Nam, sau hàng loạt giông bão và áp lực từ cộng đồng thì cuối cùng cô đã tuyên bố chính thức giải nghệ, đó là Thơ Nguyễn. Vậy Thơ Nguyễn bây giờ ra sao? Vậy chúng ta học được bài học gì từ nhân vật này? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Như các bạn đã biết, Thơ Nguyễn là một YouTuber nổi tiếng với hàng loạt video dành cho trẻ em với số view cực khủng, từ hàng triệu đến hàng chục triệu view ở cái thời huy hoàng. Kênh YouTube của cô là một trong những kênh YouTube lớn nhất Việt Nam, đạt nút kim cương hiếm hoi của YouTube Việt. Về thu nhập, kênh YouTube này có thể giá trị bằng một công ty lớn với doanh thu ước tính tiền tỷ, thậm chí với việc kết hợp làm quảng cáo cho các nhãn hàng và kinh doanh từ sự nổi tiếng thì việc thu nhập của Thơ Nguyễn tính bằng chục tỷ là không hề khó. Thế nhưng vài năm trước, nhân vật Thơ Nguyễn đã gặp phải sự cố lớn và sự tẩy chay khắp cả nước vì video mang tính tuyên truyền mê tín dị đoan nuôi búp bê ma của Thái Lan. Video này sau đó đã bị gỡ bỏ, Thơ cũng bị nhà nước xử phạt. Thế nhưng hình ảnh của cô thì đã bị ảnh hưởng xấu nghiêm trọng và khó có thể lấy lại được hình ảnh như thời huy hoàng. Sau một thời gian vắng bóng, có lẽ vì quá áp lực từ dư luận thì Thơ Nguyễn đã trở lại làm video. Tuy nhiên lượng view không còn cao và lại gặp nhiều vấn đề. Thế nên mới đây Thơ đã chính thức tuyên bố giải nghệ. Cô nói rằng cô đã từ bỏ hết để sống với chính mình, mua một trang trại lớn và sống cùng mẹ một cách tự do tự tại. Cụ thể thì Thơ Nguyễn đã bất ngờ đăng tải video mang tên video cuối cùng của Thơ Nguyễn sau 8 năm hoạt động. Trong video kể trên, cô chia sẻ mình đã đạt được mục tiêu là lấy nút kim cương và muốn giải nghệ để sống đúng với bản thân mình. Còn kênh YouTube do một đồng nghiệp khác quản lý. Và theo kinh nghiệm của mình thì kênh YouTube này vẫn tạo ra doanh thu hàng trăm triệu mỗi tháng. Chỉ là bản thân Thơ Nguyễn sẽ không xuất hiện để quay clip nữa. Cô bày tỏ mong muốn được trở lại làm người bình thường vì cuộc sống của người nổi tiếng rất khó khăn và không sống là chính mình. Về tiền bạc thì cô khẳng định nếu không làm YouTube, cô vẫn có thu nhập dư giả nuôi sống bản thân cũng như duy trì hoạt động lớp học tình thương do cô sáng lập 4 năm. Cô hiện có công việc kinh doanh và trang trại thuộc quyền sở hữu của mình. Khi đồng nghiệp quay video về cuộc sống hiện tại ở trang trại sau khi giải nghệ thì có vẻ như lần giải nghệ này của Thơ Nguyễn là thật, chứ không phải chỉ là tạm thời né dư luận như những lời đồn. Trong video, Thơ Nguyễn sống trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn bên ngoài cây cối bạt ngàn. Hiện Thơ chủ yếu làm công việc liên quan đến trồng trọt, nắng mưa vất vả nhưng cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau 2 tháng về quê trồng thực vật và nuôi động vật thì Thơ Nguyễn chia sẻ rằng khi nói câu này mình cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Mình đã từng nghĩ lo sợ việc từ bỏ những tham vọng thật khó, nhưng không, nó dễ lắm, hoặc chỉ dễ với những người đã có những bước đệm sẵn như mình. Mình đã quen dần với đất bám đầy quần áo, trên người có côn trùng cắn, tóc thì bết lại vì mồ hôi, nhưng mà mình thích mình của hiện tại và chẳng có lý do gì để mình phải quay lại. Đặc biệt, cô cũng có những lời tâm sự sâu sắc về cuộc đời và đối nhân xử thế như sau. Hồi đó tôi từng nghĩ như thế là sẽ không tốt, ý nói về việc bỏ phố về quê, học xong phải là cống hiến, phải dùng kiến thức mới là tốt. Thế nhưng tôi sai, mục tiêu của mỗi con người là hạnh phúc thôi mà. Giờ tôi hiểu hạnh phúc của một người kinh doanh khác với hạnh phúc của một người nông dân. Ngày đi làm tối về ngủ một giấc thật ngon là những thứ tôi đang được trải nghiệm. Không sợ ai dối trá thảo mai, không sợ ai bằng mặt không bằng lòng với mình, không sợ đấu đá thương trường. Tư duy và kiến thức thì tôi vẫn dùng. Làm quân nông dân có kiến thức thì vẫn tốt hơn mà. Ngày phụ tưới cây, tối đi thụ phấn sầu riêng. Giờ lớn hơn, tự nhận thấy đường thành công nhất chẳng phải là con đường kiếm nhiều tiền nhất, địa vị cao nhất, mà là con đường kiếm đủ tiền, nuôi mẹ và được ở gần mẹ. Nói về mẹ và ước mơ làm mẹ hạnh phúc, Thơ chia sẻ rằng hai mẹ con mình đã cùng nhau thực hiện ước mơ. Ngày bé nhà mình bị cháy, xong hàng xóm giúp dựng lại cái nhà. Sau nhiều năm bố mất, nhà mình mọt, rột, siêu vẹo. Những ngày mưa gió, má lấy áo mưa che trên màn cho tụi mình ngủ. Má hay sợ nhà đổ. Ước mơ của má là dựng được một cái cột thẳng lại, thay cái cột bị mối ăn rỗng bằng cái cột khác. Nhà mình có cái dãy rất xa, tụi mình cùng má đi bộ đi làm cả chục km. Rồi có những đợt hè, mình và má ngủ lại cho đỡ phải đi bộ. Dãy không có nước, mình và má lại phải đi xách nước từ rất xa. Trời thì chống hoắc, má hay sợ có người vô hãm hại. Má ước có một cái dãy gần, có điện, có nước, có nhà. Và bây giờ thì mình đã mua cho má cả một trang trại lớn, có tất cả những thứ mà má thích. Kể về 10 năm hành trình làm YouTube và thăng trầm của cuộc sống, có một số thành tựu của Thơ Nguyễn mà chúng ta có thể xem là động lực để cố gắng, như là trả nợ, xây nhà cho má, mua xe cho má, từ xe máy tới xe hơi, từ đồ đạc đến trang sức,
rồi cho đất làm nhà cho các chị, giúp đỡ được bạn bè hàng xóm. Thơ Nguyễn nói rằng một kỳ tích nữa là mình được sống ngay thẳng, không luồn cúi ai, sống đúng và yêu ghét rõ ràng. Cái đó cũng khó có người làm được, không bịa chuyện, luôn công bằng. Mình cũng biết tha thứ chứ không phải hỗn tới mức gặp ai cũng chiến, nhưng tha thứ cho người biết sai thôi. Mình có tài sản, dù bây giờ trong tay không có nổi 50 triệu, nhưng mà tổng tài sản hàng chục tỷ là có. Thực ra nói tài sản chục tỷ với Thơ Nguyễn, mình nghĩ là quá khiêm tốn. Thơ Nguyễn cũng nói về việc thanh lọc nhiều mối quan hệ vì lợi ích, đến hiện tại cô mới nhận ra bộ mặt thật của họ. Đặc biệt là Thơ nói rằng phải cảnh giác với những người làm truyền thông. Cô nói hy vọng trên đời vẫn có những người tốt, nhưng mà thực ra làm cái nghề đó lươn lẹo nó ngấm vào máu rồi, chắc chỉ có thay máu mới hết được. Thành công lớn nhất của cô là buông bỏ, bỏ các mối quan hệ giả chân, bỏ hào quang để được làm chính mình. Thơ nói rằng tôi hơn bạn không phải vì thứ tôi có, mà là thứ tôi có thể bỏ. Như vậy chúng ta cũng đã tìm hiểu về Thơ Nguyễn hiện tại, từ một YouTuber mà trẻ em cả nước gần như không ai không biết, với thu nhập được cho là hàng chục tỷ mỗi năm. Tuy nhiên với những thăng trầm và áp lực, cô đã quyết định từ bỏ công việc. Tất nhiên là trong tay đã có sẵn khối tài sản khổng lồ, nhưng cô cũng học được rằng hạnh phúc giản dị là được sống cùng mẹ và được làm việc mình thích và trong trang trại lớn của chính cô. Dù sao thì so với thời huy hoàng, mình thấy Thơ Nguyễn bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Vậy các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.